Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, cứ đến ngày mùng 10 tháng riêng âm lịch hàng năm thì người dân lại chuẩn bị làm cái lễ cúng thần tài thổ địa để cầu một năm sung túc, đầy đủ, may mắn. Thì trong các vấn đề xoay quanh cái ngày lễ vía thần tài này ấy, thì khá nhiều người quan tâm đến cái chuyện là gạo và muối sau khi cúng thần tài thì để làm gì. Sau đây tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái gạo muối cúng thần tài xong ấy thì rắc chỗ nào, để vào đâu để được cầu được cái tài lộc, cái may mắn suốt năm. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu là cái ngày vía thần tài có nên cúng gạo muối hay không. Thì trong cái tín ngưỡng thờ cúng nói chung cũng như là cúng vía thần tài nói riêng thì cái mâm lễ dâng lên bàn thờ thì không thể thiếu gạo và muối. Thì đây là cái hai lễ vật phổ biến nhất và mang ý nghĩa sâu sắc nhất đối với người Việt chúng ta. Được biết gạo là cái nguồn thực phẩm chính để nuôi sống con người, nhưng cũng là đại diện cho nền văn minh đó nước của nhân dân ta. Hũ gạo dâng lên cúng thần tài là cái cách thể hiện cái lòng thành kính đối với các bậc tiên nhân. Còn muối là gia vị quan trọng và thường dùng hàng ngày trong mỗi gia đình. Đồng thời ông cha ta cũng quan niệm rằng muối có thể là xua đuổi tà ma và mang lại cái sự bình an, mang lại cái sự may mắn cho gia chủ. Khi mà dâng muối lên cúng thần tài thần linh là ngụ ý là gì? Mong cho các thần tài thần linh đem lại cái may mắn, giúp cho ngôi nhà được an lành và thịnh vượng. Vì lẽ đó mà trong mâm cái cúng cái ngày vía thần tài thì cũng có thể thiếu gà, thiếu xôi, thiếu thịt, nhưng không bao giờ được thiếu gì gạo và muối. Theo phong tục cổ truyền của người Việt thì cái hũ gạo và hũ muối trong cái bàn thờ thần tài thổ địa ấy, thì sẽ được đổ đầy và đặt ở giữa tượng của hai vị. Điều này thể hiện cuộc sống đầy đủ, êm ấm, và gia chủ sẽ đặt từ đầu năm đến ngày 10 tháng riêng thì bắt đầu là thay mới. Vậy thì gạo muối sau khi cúng vía thần tài xong ấy, thì làm gì? Cất ở đâu, rải quanh nhà hay là gì? Chúng ta làm một việc khác. Thì cái vấn đề này gây ra rất nhiều cái tranh cãi từ xưa đến nay, đúng không ạ? Nội dung thứ hai là gạo muối cúng thần tài xong thì chúng ta làm gì? Thì theo nghiên cứu về gạo và muối cúng vía thần tài xong làm gì ấy, thì các chuyên gia phong thủy cho biết cái hũ gạo và hũ muối được giữ lại ở trong nhà cho đến khi mốc thì là thiêu hủy. Cái điều này cũng sẽ giúp cho gia chủ nghênh tiếp được cái tài lộc, phù hộ cho công việc kinh doanh buôn bán của gia đình được xuôi chèo mát mái, được thuận buồm xuôi gió và thâu thu cái tài lộc cho gia chủ. Cái mặt khác, một số cái trường hợp gạo muối cúng vía thần tài thổ địa xong ấy thì cũng được xử lý theo những cách khác nhau. Được biết là trên thực tế có nhiều người vẫn cúng được vía thần tài vào ngày mùng 10 âm lịch hàng tháng, và cái lễ vật dâng lên ấy thường là một đĩa gạo và một đĩa muối. Thì thông thường hai đĩa này được gia chủ giải trước nhà với ngụ ý là xua đuổi tà ma và cũng để thuận lợi cho cái việc là rước lộc vào trong nhà. Thì một số quan niệm khác thì cũng cho rằng cái việc gạo muối sau khi cúng thần tài xong ấy, ngày vía thần tài xong ấy, thì nên thì cất lại một nửa đổ vào cái hũ gạo nhà mình và đổ hũ muối nhà mình để gì, để ăn dần, đúng không ạ? Còn một nửa thì để rải quanh nhà với cộng cái ngụ ý là chiêu đãi vong linh ngã quỷ hoặc là chiêu đãi chúng sinh để họ không quấy rối gia đình, từ đó sẽ giúp cái việc làm ăn được gì, phát tài phát lộc, buôn may bán đắc, đắc tài đắc lộc, đắc bình an. Đó là cách xử lý gạo muối khi mà cúng ngày vía thần tài. Thì quý vị còn cách nào khác thì quý vị có thể comment ở bên dưới để cho mọi người cùng biết. Thưa quý vị, ngoài việc chuẩn bị cái đồ lễ cúng vía thần tài sao cho chu đáo và đầy đủ, thì một việc cực kỳ quan trọng mà hầu hết mọi người vẫn quan tâm đó là thắp hương ngày vía thần tài thế nào. Thắp mấy nén hương thì là đúng, cũng được hầu hết mọi gia chủ quan tâm. Cái việc thắp hương được coi là cái cầu nối tâm linh, thì qua nén hương cũng thể hiện cái lòng thành kính, cái lòng nhớ ơn, cảm tạ của gia chủ đến với các vị thần linh gia tiên. Và khi đến ngày vía thần tài thì các bạn cũng thì sẽ cần phải thắp hương. Vậy ngày vía thần tài thắp mấy nén hương là đúng? Có cần lưu ý gì khi mà thắp hương hay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp tục chương trình. Thứ nhất là ý nghĩa tâm linh của việc thắp hương.
thắp hương thờ cúng thần linh tổ tiên là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Nó thể hiện lòng hiếu thảo, lòng nhớ ơn, lòng thành kính đến những người đã khuất, đến thần linh thổ địa cùng các vị thần, thần Phật. Với những người làm ăn kinh doanh thì không chỉ là thờ cúng tổ tiên, thần Phật mà họ còn thờ thần tài và thổ địa, với mong muốn việc làm ăn được thuận lợi và mang lại nhiều cái tài lộc của cái về nhà. Cái việc thắp hương được coi là cái cầu nối tâm linh giữa người sống và những người đã khuất cùng các bậc thần linh, thần Phật. Khi thắp hương vào cái ngày lễ Tết thì gia chủ có thể truyền tải những cái cầu mong, những cái mong muốn, những cái hy vọng của mình đến thần linh. Mong các ngài thần linh sẽ giúp bạn đạt được những điều mà mình mong muốn. Thứ hai là cái ngày vía thần tài thì thắp mấy nén hương, đúng không ạ? Theo quan niệm của dân gian thì hương thơm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong khi mà tổ chức một cái buổi lễ cúng, vì nó được coi là cầu nối tâm linh giữa gia chủ với các vị thần linh, ở đây là các vị thần tài thổ địa, đúng không? Và khi thắp hương thì cái số lượng nén hương cũng sẽ để thể hiện được cái tâm ý, được cái thành ý khác nhau. Vậy ngày vía thần tài thì cần thắp mấy nén hương là đúng? Thì thông thường khi đốt hương, người ta thường thắp theo số lẻ, đúng không? Thường là 1 nén, 3 nén, 5 nén, 7 nén hoặc là gì? 9 nén. Và ngày vía thần tài thì người ta cũng không có quy định rõ ràng là phải thắp bao nhiêu nén, bao nhiêu cây, vì nó còn phụ thuộc vào cái ý nghĩa mà bạn muốn gửi gắm đến các vị thần linh, tổ tiên cũng như là thần tài. Cái ý nghĩa của số lượng nén hương mà chúng ta khi mà chúng ta cúng thì như sau. 1 nén, số 1 ở đây được coi là gì? Bình an hương, với mong muốn trong năm mới sẽ được thần linh phù hộ cho gia chủ được bình an, may mắn, gặp được gì? Nhiều cái cát lành, làm ăn thì gì? Thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt, nhận được nhiều cái tài lộc trong cái năm mới. 3 nén thì cái con số 3 nó thể hiện cái ý nghĩa là việc quan trọng khác nhau. Có thể là gì? 3 nén nhang tượng trưng cho bầu trời. Đấy, tượng trưng cái thuyết thiên địa nhân, tức là trời, đúng không? Cho trời, cho đất và cho con người. Chúng thể hiện cái lòng thành tâm của gia chủ mong muốn năm mới sẽ được thuận lợi, may mắn, hạnh phúc, buôn bán thì được đắt hàng, đúng không? 5 nén, khi mà thắp 5 nén hương được gọi là gì? Thuyết ngũ hành. Số 5 ở đây tượng trưng cho gì? Ngũ hành, 5 phương trời, 5 hướng thần linh. Còn tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Lúc này thì con người thắp 5 nén không chỉ cầu mong cho gia đình được gặp nhiều may mắn, thuận lợi, cát lành, mà còn cầu xin cho cả họ hàng của gia tộc được gì? May mắn. Thông thường trong các lễ cúng thần tài thì người ta chỉ thắp 1 nén hoặc là 3 nén nhang. Nhưng để tốt nhất thì nhiều người lại thường thắp gì? 5 nén, với cái mong muốn là cả năm gia đình sẽ gặp may mắn, gặp được cái nhiều cái điều bình an, phát tài phát lộc, vạn sự như ý cả năm. Ngoài ra nó còn có ý nghĩa là bạn đang cầu chúc cho cả gia tộc có họ hàng nội tộc nhà mình gặp được nhiều điều may mắn. Còn với việc thắp hương thần tài hàng ngày thì các bạn chỉ nên thắp 1 nén. Các bạn có thể thắp vào 2 lần, sáng 1 nén và tối 1 nén. Như thế là có thể thể hiện cái lòng thành tâm muốn gửi gắm đến các vị thần tài, thần linh để cầu mong được cái sự may mắn cả năm. Thứ ba là chúng ta cũng cần phải lưu ý khi mà đốt nhang cúng vào cái ngày vía thần tài. Và để thần linh chứng giám cho lòng thành của gia chủ ấy, thì các bạn cần chú ý đến những các vấn đề cần phải tránh khi mà chúng ta thắp hương. Thì trước khi tiến hành công việc thắp hương thì các bạn nên lau dọn bàn thờ thần tài, tắm cho hai vị thần tài thổ địa bằng rượu gừng hoặc là bằng rượu ngũ vị hương. Chỉ thắp hương với cái số lượng là số nén hương lẻ, không nên thắp hương với cái số chẵn như là 2, 4, 6, 8 vân vân. Đó. Vì số chẵn được coi là số âm trong phong thủy, sẽ không mang lại nhiều cái may mắn cho gia chủ. Và khi thắp hương thần tài thổ địa ấy, thì cần phải ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, lịch sự và thành tâm cầu nguyện. Tâm thì không có tạp niệm thì mới mang lại cái hiệu quả như mong muốn được. Số lượng nén hương nhiều hay ít thì cũng phải phụ thuộc vào ý nghĩa của nó, chứ nó cũng không thể hiện được cái lòng thành tâm của gia chủ. Vì vậy khi mà cúng vía thần tài chỉ nên đốt tối đa là 5 nén,
Còn không, quý vị có thể đốt 3 nén hoặc là 1 nén. Và để duy trì cái việc thắp hương hàng ngày thì quý vị cũng chỉ nên thắp 1 nén hương. Hiện nay có rất nhiều gia đình sử dụng hương điện để thắp hương trên bàn thờ. Và chúng tôi cũng khuyên các bạn là không nên sử dụng các loại nhang này khi mà cúng thần tài thổ địa. Bởi theo quan niệm ngày xưa ấy, thì một cây nhang trước hết phải gì thể hiện được những tâm nguyện của mình, đúng không? Phải thể hiện được cái lòng thành của người gửi gắm đến các vị thần linh. Đấy, theo cái làn khói hương mà gì đến được các vị thần. Vậy nhang điện thì không có những cái điều này, và nó cũng sẽ không thể hiện được cái lòng thành kính, không thể hiện được cái lòng biết ơn đến các vị thần linh, và nó còn phạm phải những cái đại kỵ phong thủy khác. Khi thắp hương thì nên đọc bài văn khấn vừa đủ, không nên đọc quá to hoặc là quá nhỏ. Trước lễ cúng thì cũng không nên cãi vã với nhau to tiếng với người thân, với họ hàng, với mọi người xung quanh, để gì cho tâm được thanh tịnh đó. Thì hy vọng với những thông tin trên đây sẽ giúp các bạn trả lời được câu hỏi là cúng vía thần tài, cúng 10 nén hương và gạo muối thì ngày lễ cúng thần tài chúng ta làm gì để được tốt nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy thường xuyên theo dõi kênh Đạo Sĩ Tử Thông để cập nhật nhiều cái thông tin bổ ích về tử vi, phong thủy cũng như là cái đời sống tâm linh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn. Ngày vía thần tài, cấm mua vàng, cứ mua 5 thứ này để cả năm tiền bạc tự nhiên ùn ùn kéo đến, giàu có, sung túc cả năm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt 30 tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, cái việc mua vàng lấy may trong ngày vía thần tài đã trở thành một cái phong tục tập quán truyền thống của người Việt Nam. Nhiều người thường cho rằng cái việc mua vàng vào ngày này sẽ giúp cho họ có được cái công danh, sự nghiệp, tiền tài, may mắn trong cả năm. Đường công danh thì hanh thông, việc làm thì thuận buồm xuôi gió, tài lộc nó cứ ùn kéo đến. Cái quan niệm này không sai, nhưng trên thực tế không phải bất kỳ ai cũng có đủ điều kiện để mua vàng vào trong cái ngày vía thần tài. Các bậc thầy phong thủy cho rằng không nhất thiết phải là mua vàng trong ngày này thì mới có may mắn. Đôi khi ấy, các bạn chỉ cần gì thành tâm chuẩn bị những cái thứ đơn giản cũng đủ để chiêu dụ quý nhân, thu hút cái vận may, thu hút cái thần tài đến với gia đình nhà mình rồi. À, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những cái đồ mà nên mua trong ngày vía thần tài để quý vị có được cái may mắn tài lộc quanh năm. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, thưa quý vị, chúng ta biết cái ngày mùng 10 tháng Giêng là ngày cái vía thần tài, là ngày cầu tài cầu lộc, đúng không ạ? Và đây cũng là một cái ngày mà được rất nhiều người coi trọng, đặc biệt là những người buôn bán làm ăn kinh doanh. Thì hầu hết mọi người mà làm ăn kinh doanh buôn bán thì đều có một cái ban thờ thần tài và đều mong muốn là mình sẽ có được cái tài lộc đấy. Vậy thì trong ngày mùng 10 tháng Giêng thì quý vị cũng trước khi mà đi mua vàng hay là làm cái gì đó thì quý vị cũng thực hiện một cái nghi lễ, đó là gì? Thắp hương trên ban thờ thần tài đó. Nói chung ấy, trước khi mà thắp hương thì quý vị cũng cần phải kiểm tra ban thờ thần tài. Chúng ta thắp hương từ mùng 1 đến ngày mùng 10 thì cũng nhiều, vậy nên là đôi khi cái ban thờ nó bị bẩn. Vậy nên là trước khi làm lễ cúng thần tài thì gia chủ cũng nên lau dọn bàn thờ, đấy, rửa tượng cẩn thận. Đấy, hoặc là gì? Một số người còn cẩn thận hơn là tắm tượng bằng cái nước thơm. Đó, để gì? Để cho các ngài được thơm tho sạch sẽ và đón cái ngày Tết thần tài nó được chuẩn chỉ và cầu được nhiều cái may mắn và tài lộc hơn. Thì quý vị có thể dùng nước gừng, rượu ngũ vị hương hoặc là các loại hương liệu khác, hương thơm để chúng ta thực hiện công việc tắm rửa cho thần tài. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể sử dụng cái nước bao sái ban thờ nhất tâm hương để gì bao sái ban thờ, để giúp cho cái ban thờ nó được linh ứng hơn, giúp thần tài sẽ ngự được lâu hơn và ban phúc cho nhiều lộc lá. Đó, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 nhé. Thì bên cạnh đó thì quý vị cũng cần phải chuẩn bị cái mâm cỗ tam sen để mà cúng thần tài. Cái việc cúng thần tài thì thường được giới kinh doanh vô cùng là coi trọng. Họ thắp hương thờ cúng hàng ngày chứ không chỉ là tới vía thần tài mới bắt đầu dâng cái lễ cúng.
Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian thì cái ngày mùng 10 tháng Giêng là ngày vía thần tài hàng năm. Lễ cúng trong cái ngày này cũng như là gì ngày vía thần tài hàng tháng cũng là một cái phần cầu kỳ hơn, đặc biệt hơn và có đầy đủ bộ cái lễ tam sên. Vậy thì một số người thắc mắc cái lễ tam sên là gì? Và cúng thần tài như thế nào thì mới có lộc? Thưa quý vị, cái mâm cỗ tam sên là một cái mâm cỗ mặn thường có một miếng thịt, đúng không? Một con tôm và một quả trứng luộc. Đấy. Cái lễ tam sên ở đây tượng trưng cho gì? Thổ, thủy và thiên. Theo đó, miếng thịt heo tượng trưng cho thổ là cái thứ ở trên cạn, tôm hay là cua là những cái thứ ở dưới nước, tượng trưng cho thủy. Còn trứng thì tượng trưng cho thiên, bởi trứng là các loài vật có lông vũ, có thể bay được. Đấy. Thì ngoài ra ấy, thì trứng còn biểu tượng cho cái sự phồn thực, sinh sôi nảy nở. Nhiều nơi còn có cái lệ là cúng cả heo quay, vịt quay, cua biển, cá nướng, v.v. Có điều mâm cao cỗ đầy cũng không bằng cái tâm thành mà dâng cúng. Việc biện lễ thì nên tùy vào cái điều kiện kinh tế của từng gia đình, của từng hộ kinh doanh, không nên là quá câu nệ. Theo quan niệm dân gian ấy, thì những người làm kinh doanh buôn bán muốn cúng thần tài thì cũng nên làm lễ ở cái nơi làm ăn nhà mình thì sẽ được linh nghiệm hơn. Với những người mà không kinh doanh buôn bán thì có thể làm lễ ở ngay đỉnh đền miếu phủ chùa chiền cũng được. Nói chung người ta cho rằng thổ địa được thờ ở trong nhà còn thêm cái chức năng là của thần tài nữa. Vậy thì sau khi chuẩn bị tắm lễ xong chúng ta bắt đầu tiến hành cái nghi lễ cúng thần tài, đúng không ạ? Cúng xong bắt đầu chúng ta đi mua những cái đồ vật cần thiết. Đấy. Thì vậy thì ngày mùng 10, ngày vía thần tài chúng ta nên mua gì? Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một là mua vàng. Thưa quý vị, nói chung là không biết từ bao giờ mà người Việt Nam có lệ đi mua vàng vào cái ngày vía thần tài, mong rằng cả năm sẽ được may mắn, tài lộc dồi dào. Sở dĩ người ta mua vàng chứ không phải là cái đồ khác vì người ta cho rằng đây là cái món kim loại quý có giá trị cao. Vàng cũng giống như là của để dành. Mua vàng về nhà ấy, vào cái ngày này tượng trưng cho việc mang của cải vào nhà. Gia chủ nhờ đó mà luôn có được cái sự sung túc đủ đầy, được vị thần cai quản về tiền bạc, gia sản phù hộ. Việc làm ăn kinh doanh cũng theo đó mà được thuận lợi, suôn sẻ hơn. Người ta cũng mua vàng để đặt trên ban thờ thần tài và cúng lễ. Sau lễ cúng thì đem về nhà cất hoặc là gì mang theo người để lấy may. Cái đồ thứ hai mà chúng ta nên mua trong cái ngày vía thần tài đó là gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài. Thưa quý vị, cái gạo vàng thần tài ấy, nó được xem là một cái vật phẩm phong thủy cực kỳ may mắn. Nó được chế tạo từ cát vàng và đá tự nhiên thuần khiết. Mỗi một công đoạn tác chế tác thì áp dụng đúng cái nguyên lý của âm dương ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Gạo vàng thần tài nếu mà quý vị sử dụng đúng cách sẽ mang lại một cái linh nghiệm linh ứng mạnh mẽ. Đây là cái hạt gạo lộc của nhà nhà mà chúng ta nên sở hữu. Đặc biệt vào ngày trong cái ngày vía thần tài ấy, sau khi cúng thần tài xong chúng ta rắc một ít vào bát hương thần tài thì cũng sẽ chiêu được cái tài khí, chiêu được cái tài lộc, chiêu được cái may mắn cho gia chủ. Đấy. Gạo vàng thần tài dùng để nạp tài dẫn khí cho bát hương, giúp cho cái công việc nó được hanh thông, buôn bán thì thuận lợi cho cửa hàng, cho công ty. Thì ngoài ra gạo vàng thần tài cũng được sử dụng trong nhiều cái trường hợp như là gì chiêu tài này, trong hôn sự này, hoặc là gì trong cái dịp như là vía thần tài, đấy, nhập trạch, khai trương v.v. Thì quý vị có thể sử dụng cái gạo vàng thần tài để gì cúng vào cái ngày mùng 10 nhé. Cái gạo vàng thần tài này thì quý vị cũng thể là gì cho vào trong bát hương một chút. Sau khi mà chúng ta thắp hương cúng thần tài xong ấy, thì chúng ta rắc một chút vào bát hương để gì cầu mong cái may mắn, cầu mong cái tài lộc đến với mình. Thì ngoài ra trên bát hương thần linh gia tiên thì tất cả các bát hương ấy, vào 3 ngày nhá. Chúng ta có 3 ngày để rắc cái gạo vàng thần tài. Ngày mùng 1 này, hàng tháng này, ngày rằm này và ngày mùng 10. Ngày mùng 10 là ngày vía thần tài, ngày mùng 1 ngày rằm, đúng không ạ? Đó là 3 cái ngày mà chúng ta sẽ dùng cái gạo vàng thần tài rắc một ít vào bát hương để chiêu cái tài lộc, chiêu cái may mắn về cho cả gia đình. Gạo vàng thần tài cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái gói gạo vàng thần tài này nhé.
Thưa quý vị, thì ngoài gạo bàn thần tài ra thì người ta cũng thường thỉnh những vật phẩm phong thủy đấy để mang lại cái may mắn. Ngày nay thì nhiều người còn thỉnh vật phẩm phong thủy để trang trí trên ban thờ thần tài. Quý vị có thể thỉnh long quy để gì trấn cái thị phi, và thỉnh cái tiềm thử để gì mang lại cái may mắn tài lộc. Bên cạnh đó, trên ban thờ thì quý vị cũng nên treo, thường là treo những cái sâu tiền như này, cái sâu tiền đấy, sâu tiền để mang lại cái may mắn tài lộc trên ban thờ thần tài, để cầu mong những cái may mắn tài lộc đến với mình trong cái những ngày đầu năm. Thì ngoài ra nhiều người cũng có thói quen mua 9 cái đồng xu thật mới rồi đặt ở cái vị trí tài lộc trong nhà. Cái điều này nó cũng giống như cái việc là gieo hạt giống tài lộc vào nhà, mong rằng năm mới cái tài lộc sẽ càng ngày càng được sinh sôi nảy nở, gia đình sẽ càng ngày càng thêm sung túc bình an. Ngoài những cái đồ vật phong thủy đó thì người ta còn thỉnh những cái gì linh thú phong thủy mang nhiều cái may mắn tài lộc như là tỷ hưu, thiểm thử. Tuy nhiên cũng cần phải lưu ý, khi thỉnh vật phẩm phong thủy thì quý vị nên thỉnh những vật phẩm phong thủy đã được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi đó thì vật phẩm phong thủy nó mới phát huy được cái công năng tốt nhất. Kể cả đá phong thủy hay là trang sức phong thủy cũng là thứ mà nhiều người sẽ mua vào trong cái thời gian này. Đơn giản vì những thứ này nó đều mang cái giá trị kinh tế cao, tượng trưng cho may mắn, tượng trưng cho tài lộc. Dân gian truyền nhau rằng mua về sau khi thắp hương trên ban thờ thần tài ấy, thì gia chủ nên tìm một chiếc hộp đẹp để cất vào, sau đó đặt ở cái góc tài lộc trong cái phòng ngủ hoặc là gì trong cái nhà mình. Hoặc là quý vị với cái trang sức phong thủy quý vị cũng có thể đeo trên người để mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình nhé. Thứ tư là mua vòng phong thủy. Thưa quý vị, thay vì mua vàng, bạc thì người ta cũng lựa chọn mua các mẫu vòng tay phong thủy với nhiều kiểu dáng khác nhau, cũng mang cái ý nghĩa phong thủy tốt lành cho gia chủ. Các bạn có thể lựa chọn vòng tay phong thủy bằng vàng, bằng bạc, bằng đá, đúng không ạ? Nhưng mà cái vòng tay phong thủy nó phải mang theo cái năng lượng tốt và mang lại được cái tài lộc, cái may mắn cho gia chủ. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân đấy, để mang lại cái may mắn trong ngày vía thần tài. Cái vòng tam hợp quý nhân là cái vòng sử dụng cái bộ địa chi tam hợp của 12 con giáp để đem lại cái sự may mắn, đem lại cái sự tài lộc cho người đeo, được thần tài chiếu cố, được tam hợp quý nhân tương trợ giúp đỡ, mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Vòng được kết từ các loại gỗ và đá để có chạm khắc thẩm mỹ cao đó. Thưa quý vị, trong phong thủy thì chúng ta có tam hợp bao gồm là kim mộc thủy hỏa thổ, được xem như là một cái loại minh hợp. Những cái người mà nằm trong cái mối quan hệ tam hợp ấy, thì thường được có cái cuộc sống hòa thuận, có tinh thần giúp đỡ mọi người. Do đó, cái sự kết hợp này với cái vòng tam hợp ấy sẽ giúp tăng cường cái năng lượng tốt, thu hút nhiều cái vượng khí, tài lộc, mang đến thêm nhiều cái niềm vui cho gia chủ. Thì ngoài ra, vòng tay còn sẽ gì giúp gia chủ là giải trừ cái tà khí. Trên cái vòng này được làm bằng 3 hạt đá mã não, đúng không ạ? Và sử dụng cái gỗ xưa, gỗ tùng hay là gỗ huyết long, cũng như là gì? Gỗ tử đàn. Đó, thì đây là những loại gỗ quý mà mang cái năng lượng dương cao, nó vừa thơm, nó lại vừa mang lại một cái nguồn năng lượng tốt, giúp cho quý vị có được một cái may mắn tài lộc, đúng không ạ? Thì theo quan hệ địa chi, chúng ta sẽ có 4 cái bộ tam hợp, đúng không ạ? Thứ nhất là vòng tam hợp thân tí thìn. Thân tí thìn là tam hợp thủy cục, đó. Vòng tay thứ hai là gì? Cái bộ tam hợp là hợi mão mùi, còn có tên gọi khác là tam hợp mộc cục, tức là mộc cục quý thần. Đấy. Vòng tam hợp dần ngọ tuất là tam hợp hỏa cục, hay còn gọi là hỏa cục quý thần. Vòng tam hợp tị dậu xỉu, còn có gọi tên gọi là gì? Nó là tam hợp kim cục ấy, hay còn gọi là kim cục quý thần. Đó. Cái vòng tay tam hợp quý nhân, nói chung ấy, được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho quý vị khi mà sử dụng. Thưa quý vị, tiếp theo là chúng ta cũng nên để ngày vía thần tài, trước ngày vía thần tài thì chúng ta cũng nên mua một thứ đó gọi là gì? Đồ để bao sái lau dọn bàn thờ. Thì quý vị cũng có thể thỉnh một chai nhất tâm hương đó, trong ngày đầu năm mới để cầu tài lộc. Thay vì mua vàng để cầu tài lộc trong những ngày đầu năm mới, thì gia chủ nên chú ý đến cái ban thờ thần tài đã được sạch sẽ trang nghiêm hay chưa.
Đấy. Ở mỗi người Việt Nam thì rất quen thuộc với cái phong tục dọn dẹp bàn thờ cho sạch sẽ. Và trong những ngày đầu năm mới thì do là gì? Chúng ta thắp hương, lễ bái cũng nhiều, nên là bàn thờ có thể là bị bụi bẩn. Và quý vị sẽ thỉnh một cái chai nhất tâm hương về để lau dọn bàn thờ, kèm theo một cái khăn sạch. Đấy. Nhất tâm hương sẽ kèm theo một cái khăn sạch, đi kèm theo chai nhất tâm hương để quý vị có thể là gì? Lau dọn bàn thờ mà không phải đỡ tốn công đi mua thêm nữa. Đây là một cái bộ đầy đủ, đúng không? Để gì? Để quý vị, giúp quý vị lau dọn bàn thờ được sạch sẽ hơn. Khi mà bàn thờ thần tài được sạch sẽ thì thờ việc thờ cúng nó mới linh, các thần mới ban cho thêm nhiều lộc lá được. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 nhé, để thỉnh cái chai nước bao sái nhất tâm hương, lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ thơm tho, đón thần tài, mang lại cái may mắn tài lộc suốt năm. Thưa quý vị, thứ năm là quý vị có thể mua dây chuyền vàng hay là những cái trang sức có giá trị, hoặc là gì, mua những cái trang sức may mắn. Quý vị thân mến, có nhiều người cho rằng trong ngày vía thần tài không nên mua vàng trang sức. Thế nhưng cái điều đó cũng không đúng. Tùy vào cái điều kiện kinh tế và cái mục đích sử dụng thì mà có thể lựa chọn các vật phẩm trang sức như là gì, dây chuyền vàng, dây chuyền bạc, hoặc là lắc tay, hoa tai, vân vân, để mang theo bên người làm cái đồ trang sức, vừa mang lại cái may mắn tài lộc. Thì ngoài ra ấy, một số cái trang sức phong thủy còn mang cái tính phong thủy, đúng không? Mang thêm cái sự may mắn, mang thêm cái sự tài lộc, mang thêm cái sự bình an cho gia chủ. Không hẳn là cứ phải mua cái chất liệu bằng vàng. Có thể quý vị mua những dây chuyền có màu vàng, hoặc là bắt mắt, hoặc là những gì, cái vật phẩm bằng kim loại, bằng bạc. Đấy. Thì cũng là một cái điều may mắn trong ngày vía thần tài. Thì để mang lại cái may mắn trong năm ấy, thì với năm mệnh nhé, năm mệnh quý vị sẽ sử dụng một cái vật phẩm tên là Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó được làm bằng bạc. Đấy. Trên sáu cạnh của nó có chữ lục tự đại minh chú của nhà Phật. Mặt trước mặt sau có hình bông hoa sen và ở giữa nó có một cái nhụy hoa ấy. Thì trong đây có chứa cái chú Bát Nhã Tâm Kinh kèm theo cái hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi thiền. Khi chúng ta sử dụng cái ánh đèn chúng ta dọi qua thì nó sẽ hiện ra phía trước cái hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát kèm theo cái bài chú Bát Nhã Tâm Kinh. Thì đây là cái biểu tượng may mắn, khai sáng trí tuệ, giúp cho chúng ta được tịnh tâm an nhiên, hóa giải những vận hạn xấu, mang lại cái may mắn và tài lộc cho gia chủ. Đó. Bên cạnh đó, với nữ mệnh ấy, nữ giới thì chúng ta sẽ sử dụng một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Chi Nhân. Cái Vạn Phúc Chi Nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó cũng được làm bằng bạc. Đó. Và phía trước của nó có hình chữ vạn của nhà Phật, phía sau là hình chữ phúc. Nó được gọi là Vạn Phúc Chi Nhân, tượng trưng cho vạn điều may mắn, vạn điều cát tường, vạn sự cát tường sẽ đến với gia chủ. Bên cạnh đó, phía dưới nó là một cái viên đá ruby. Đá ruby là một cái loại đá phong thủy mang cái nguồn năng lượng dương cao. Khi mang theo bên mình thì nó sẽ giúp cho quý vị tăng cường cái may mắn, tăng cường cái sức khỏe và hóa giải những cái vận hạn xấu của năm, giúp gia chủ có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Cái Vạn Phúc Chi Nhân và cái Minh Quang Pháp Bảo này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Vạn Phúc Chi Nhân và cái Minh Quang Pháp Bảo, mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình trong cái ngày vía thần tài nhé. Đồ thứ 6 mà quý vị nên mua đó là đi mua tôm, mua cua. Quý vị thân mến, bên cạnh mua vàng thì người ta cũng đi mua tôm, mua cua vào cái dịp ngày vía thần tài. Tôm cua đại diện cho yếu tố thủy mà các cụ ngày xưa có nói là gì? Sơn quản nhân đinh, thủy quản tài. Là một trong những cái bộ lễ vật dâng cúng trong cái bộ tam sen. Vì thế trong ngày vía thần tài ngày mùng 10 tháng giêng ấy, thì đôi khi giá tôm, giá cua nó tăng vọt nhưng mà vẫn bị cháy hàng. Tôm cua mang cái ý nghĩa là mang lại cái may mắn, nhiều tài lộc cho gia chủ. Vậy nên là quý vị có thể là thử trong năm 2024 để xem cái vận may của mình nó như thế nào. Đó. Thứ bảy là đi mua heo quay. Quý vị thân mến, heo quay cũng là một cái lễ vật quan trọng trong cái mâm cúng ngày vía thần tài. Heo quay là một trong những món ăn mà thần tài rất thích. Tương truyền khi mà lưu lạc ở trần gian ấy, heo quay là cái món ăn mà thần tài yêu thích nhất. Vì thế ngày vía thần tài thì mọi người vẫn thường cúng heo quay để cầu thần tài phù hộ cho nhiều cái tài lộc hơn. Thứ tám là mua cá lóc nướng. Người dân Nam Bộ có quan niệm cá lóc nướng ngày vía thần tài sẽ mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Vì cá lóc là cái sản vật đặc trưng của miền Nam, khi dâng lên thần linh ý,
sẽ thể hiện cái tấm lòng thành kính biết ơn thiên nhiên. Từ đó mà thần linh thần tài sẽ độ cho được mưa thuận gió hòa, mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Thứ 9 là mua mèo thần tài. Thưa quý vị, không chỉ mua vàng, nhiều người còn đi mua mèo thần tài vào trong những ngày này. Đặc biệt là những cái hộ kinh doanh buôn bán, bán hàng ấy, hoặc là những cái khách sạn, những nơi mà có quầy lễ tân ấy, thì rất mong muốn là có cái con mèo thần tài để chiêu tài lộc, nó vẫy vẫy để giúp công việc được thuận buồm xuôi gió, khách khứa đến đông hơn. Thứ 10 là mua trang sức họa tiết kim tiền. Đó. Quý vị thân mến, theo phong thủy thì những cái đồng xu luôn được gọi là chỉ cái vật mang lại cái sinh khí, cát tường và may mắn, sinh tài lộc phú quý cho gia chủ. Phần nào cũng giúp cho nhân gia chủ, người sở hữu, kinh doanh buôn bán, làm ăn phát đạt. Vì vậy, nếu chưa biết mua gì ngày vía thần tài thì các bạn cũng có thể lựa chọn các loại trang sức, phụ kiện theo cái họa tiết kim tiền. Đặc biệt là nó cũng bao gồm thiết kế là 6 hoặc là 8 đồng tiền nối tiếp nhau, hoặc là gì, 5 đồng tiền theo cái kiểu ngũ đế này cũng được. Đúng không? Thứ 11 là mua những cái đồ vật mình yêu thích. Thưa quý vị, nếu như mà chúng ta không có điều kiện mua những cái đồ vật cao sang giá trị, không có điều kiện mua vàng, thì quý vị cũng có thể là gì, chọn đồ vật mà mình yêu thích. Đấy, trên thực tế chỉ cần các bạn mua một cái món đồ mà mình yêu thích ấy, sản phẩm hoặc là cái sản phẩm có giá trị nhỏ, nhưng mà với các bạn nó cũng đem lại cái may mắn, giúp cho các bạn thêm phấn chấn về tinh thần. Cái điều đó cũng là quá đủ cho một cái năm mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Thứ 12 là mua trứng vịt. Quý vị thân mến, trong cái bộ tam sen cúng thần tài vào trong ngày vía thần tài ngày mùng 10 ấy, thì không thể nào thiếu trứng vịt. Trứng vịt đại diện cho cái loài có lông vũ bay trên trời, tượng trưng cho cái yếu tố thiên. Vì thế, ngày vía thần tài thì mọi người tranh thủ lựa chọn những cái quả trứng vịt to, tròn để làm cái mâm cúng cầu tài, cầu lộc, cầu tiền của. Đó là 12 thứ mà quý vị nên mua trong ngày vía thần tài. Đó. Hy vọng là những chia sẻ của Tử Thông sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn có thể chọn ra được cho